Good morning đại gia đình. Xin kính chúc đại gia đình một ngày mới làm ăn phát tài nha, dồi dào sức khỏe ha. Cảm ơn đại gia đình đã ủng hộ kênh Bắc Lê ha. Hôm nay hiện tại Bắc đang ở thành phố Asboro của tiểu bang North Carolina. Bắc chạy lấy chuyến hàng này về Phoenix á. Chuyến hàng này đi Bắc đi khoảng chừng 2.400 mile trở lại. Chạy 3 ngày. Tiểu bang mấy tiểu bang dùng trên này là mấy tiểu bang thuộc về những cái tiểu bang cũ á, 13 tiểu bang mà nguyên thủy cũ của nước Mỹ đó. Mấy tiểu bang đầu tiên đó, nó tất tốt là gì đó. Ở nhìn họ nhà cửa với lại đường xá họ nhìn họ cũ lắm. Đấy, đừng thấy không, cũ. Thành phố lâu quá, lâu đời lắm rồi không? Thì đương nhiên nó mới cũ rồi. Chạy lại đây không biết lấy cái gì đây nữa mà bắt dòm cho bản đồ xuống nhỏ xíu à. Cái warehouse thì không có cái đo để dê cho nữa, không biết làm lên hàng lên sao đây nữa. Đây nè, tới rồi nè. Ây da, rớt xuống dưới à. Đó. Mấy chỗ đó đúng rồi, lấn lên ra ngoài mà tại lúc có bên trái nó có chiếc xe đang xuống không lấn. Đây nè, đến rồi. Tôi là cái còn cái tên của cái hãng nó tên gì trời, tên Giê-xu đâu. Giê-xu hả? Chỉ là cái hãng này nè, bên phải nè. Ok, để bác vô hỏi nó cái. Bản đồ nó chỉ vô cái building này nè. Không biết lấy cái gì trong đây đâu, không biết. Nặng tới 20 mấy, gần 30.000 pound luôn á. Máy nè, sắp chở mấy cái máy này quá. Bác chưa vô trong, bác chưa hỏi nữa. Mấy cái máy nè. Mấy máy này gắn xuống dưới vô lại chạy đã hả? Có thấy miền Tây ở chỗ chạy xé gió luôn á. Chạy bay nón luôn mà. Ok, để bắt vô bắt check in nè. Hẹn tới 3 giờ chiều luôn. Để vô đại. Anh bị trắng đó, nó không phải. Không phải ở đây, tại nó một cái chùm gì nè. Là nó có một cái số nhà thôi. Nhưng mà nó chia B hay A hay gì đó. Anh Hương chạy vô trong đây thử coi. Ô, trước mặt kìa. Phải không? Giê-xu có bảng màu đỏ đằng đó. Đừng nói chở đá nghe mấy ông nội, chở đá cái này, ba cái đá làm nhà bếp nặng thấy mẹ. Anh bị trắng anh chỉ vô đây nè, anh Hương, tôi thấy xe tải nó chạy vô trong đây không á, mày vô mày coi thử coi. Tại khu này á, mấy tiểu bang này bị trắng nhiều lắm. Thuộc dạng dùng country, tức là dùng quê đó. Đâu cái tên nó đâu kỳ vậy ta, kỳ vậy ta, để gọi anh rocker hỏi nó cái, mình chắc ăn kẹt cái lưu hoài mệt rồi. Bắt coi đi chỉ mà coi không kỹ, nó để cái chữ gần sau lưng là chữ chữ unit á, khê, để được thấy không, chữ khê trên cái tường. Nhưng mà cái này vô đút đầu vô không được đâu, phải quanh đầu lại. Nó nhiều cái building nhỏ quá trời luôn. Bở nó giống như nó một khu mà nó làm nhiều cái nhà đó. Trời, cái cục đá đẹp lắm. Cái nó để A B C D E F cho tôi kia khê là đại gia đình hiểu rồi, nhiều lắm á, nhiều building lắm á. Cái nó đúc đầu đại vô đây đi, nói chuyện lắm cái tính. Thứ 3 chiều luôn rồi. Về vô cái hãng bự ghê không?
béo à, mà hàng quá đâu có, không hiểu luôn, hàng quá lớn nhưng mà có hàng hay gì. Xe bị xì e nè, nghe tiếng xì không? Kiểm lại nha, cho chắc ăn. Để phạt lên xe. Phạt xe bị xì hơi là nặng nhất á, nó sẽ đau á. Đó, bây giờ là 4 giờ chiều rồi đó. Trời âm u quá. À, bắt lên bắt ngủ một cái trời quá đã luôn. Bắt ngủ một cái tới 4 giờ chiều luôn á, họ mới kêu bắt dậy á. Họ lên hàng xong rồi thôi kêu mình dậy. Bây giờ chạy thôi. Em mời đại gia đình đồng hành bắt cái này nha. Cái này chạy cũng trung bình, không có rác lắm đâu, tại Phoenix gần mà. 2004 mai à. Mời đại gia đình nha, thử nha. Đi lắm nha. Giờ xe ra cái để cho, để đóng cái cửa một xíu thôi. Giờ mà đi chút xíu đi. Ok, đóng cái cửa lại. Cái lô không có siêu. Cái lô hàng này là của hãng Landstar. Hãng Landstar lớn lắm. Ok. Cái bánh để như cũng vừa luôn rồi đó. Ok, kéo xíu. Ok, lên đường em mưa rồi. Mở đèn lên. Trời này mà không có đèn nó phạt à. Nói chung là xe tải đi highway là nên mở đèn lên, không mở nó phạt. Đại gia đình biết bắt chở cái gì không? Wow, đứt cái bóng đèn rồi. Nằm túc trên cao làm sao ta? Kiếm cái chỗ nào có cái thang đó chứ. Hay là cái chỗ lờ giống như đó. Leo lên mới thay được. Cái đầu sát lại leo lên. Cái lô này đại gia đình biết bắt chở gì không? Trời ơi, nguyên một xe pháo luôn. Nổ một cái banh luôn ạ. À. Pháo bông á, đâu mà mùa này có pháo bông ta. Mà pháo bông này loại nhỏ, hơi là bự. Loại bằng cùm tay. Alo này bắt chạy 2001 mai. Từ hồi 10 giờ bắt đến đó là bắt nằm bắt ngủ, ăn xong bắt ngủ luôn tới 3 giờ mấy á, gần 4 giờ họ kêu vậy. Rồi giờ ký giấy á. Coi lịch sử có gì để qua cho gia đình coi lên, không có gì, nó quá nhỏ đi, nó giống như cái làng, không có cái thành phố đâu. Nó giống như cái xã vậy, Việt Nam mình. Này, mình thấy buồn không? Buồn như con chuồn chuồn.
tối mình vô sao giờ mình ra vậy? Đi ra cho lại. Mùa này nhìn thấy nản là cây cối đâu có cái lá đâu. Đói bụng quá, vừa mới chạy vô được sao caro ghé ăn á, đói bụng hết chịu nổi. Ở trên này á, cây dầu cái đồ chặt nó nhỏ xíu à, dầu nản lắm, nhỏ nhỏ không à, muốn đậu ăn cơm không không có chỗ đậu nữa. Đây là dườn phải không, nhỏ nhỏ phải không. Đậu kiểu vậy không làm sao mà ấy được. Ok, anh đậu cái đó là tôi nhét vô bên hông anh luôn á, coi này nè. Anh đậu vậy tôi đậu đi luôn, đậu cái đó sao người ta chạy qua không? Ấn Độ không? Đậu kiểu đó giờ làm sao mà người ta chạy qua được. Thấy không? Bó tay luôn. Ê, ăn cơm mới tính sao đây. Anh Ấn Độ đậu xe kỳ quá. Welcome driver. Ok nha. Trời ơi má ơi, 30 mấy đồng một sợi dây strap. Trời trời. Tiền đâu mà mua nổi. Đi vòng vòng chơi đi. Vô cây dầu bác thấy bán trái cây nè. Quýt hả? 3 đồng 99. 3 đồng 99 không à. Trời. Tự nhét cái giá thì đâu thấy đâu. Ôi, mua 3 đồng 99 cho một cái, nhưng mà mua 2 cái thì 6 đồng. Trời trời bán cái này. Các nhà lầu á, vào lúc á. Trời ơi, một cái như 12 đồng má ơi. Bó tay trong cơm luôn á. Trời trời. Trời má, mấy cái bánh gì 4 đồng đồng cái. Thua, bó tay. Xin lỗi ăn không nổi. Bắt ra bắt chạy tiếp đi. Bây giờ là 7 giờ đó. Dán chạy sao tối nay phải qua tới qua hết Alabama luôn. Nếu mà chạy được, chạy nổi. Còn không nổi thì tới Alabama cũng được. Tại vì 2001 mai chia 3 ngày đó phải chạy sao cho nó đúng. Chứ còn không ở ngày giữa phải chạy nhiều lắm. Mà chạy kiểu đó thì hư cái sổ hết. Cái sổ nó hư, phải chạy đứng bóng đèn. Không có thay được. Tôi lên đường chạy tiếp về lại gia đình nha. Okay, lên đường nói chuyện của người ta, chuyện của cây dầu, chuyện của mình. Mình chạy tiếp về lại gia đình nha. Nó mới ăn cơm xong rồi giờ ra giọt nãy chạy dữ lắm, chừng 2 tiếng hồ cho lợi không được nữa. Xin chào một ngày mới đại gia đình. Xin chào một buổi sáng tốt đẹp ha, toàn thể đại gia đình luôn nha. Trời giờ là 8 giờ rồi, bác đang ở tiểu bang của Mississippi nè, thành phố Meridian. Trời trời sao mà trời âm u dữ mà. Bác coi thời tiết nó mưa nguyên ngày luôn.
nhưng mà nó mưa á, mà nó đỡ là tại vì nó nóng, nó tới 60 mấy độ ép luôn. Chứ mà nó mưa mà nó chừng 10 mấy độ ép á là nó âm độ C á, là đông đá liền chạy không được đâu. Tôi lấy hàng đầy đậu bít tới chừng. Trời sáng sớm thấy buồn quá hả? Sao rồi trời gì buồn dữ vậy? Mặt trời lên đây vậy? Còn hai sổ nữa là vô tới Phoenix. Giờ vô tắm rửa xong rồi ra chạy tiếp. Bữa nay phải chạy bù hôm qua một xíu. Hôm qua chạy ít hơn, bù gần cái 100 mai, nhưng mà vẫn trong 3 sổ đủ à, chạy 3 sổ rồi tới. Bắt tắm ra xong là 9 giờ, 9 giờ xe hết dầu rồi, giờ bắt chạy lên trên thành phố. Ở đây là exit 129, bắt chạy lên 47, bắt ghé vô bao dầu, dầu cho nó rẻ. Giờ bác có cái giống như cái tâm sự thì bác thấy, bác thấy bác hỏi, bác muốn xin hỏi đại gia đình thử tôi có giống bác không à, mọi người có thấy có cảm nhận giống gì không á? Rồi bác thấy cái người mà hay nói chuyện mà đạo lý hay mà giảng này giảng cái nọ đó, rồi bác thấy chọn thời gian sau họ đầu hay không nói đạo lý, trong thời gian sau họ tại lè mẹ, giống như mình phát hiện là được đó, cái con người của họ không phải là như vậy. Hầu như mất thấy nhiều lắm á, không biết đại gia đình có thấy gì không à. Rồi thấy khổ hả, người bắt thì nó nói thẳng luôn á, bắt phải là người đàng hoàng để bắt đầu giúp đám cái chuyện đạo lý được đã, mình không đàng hoàng ra đạo lý mẹ họ gì. Nhưng mà bắt cũng không đến nỗi là phải tệ lắm phải không, không có lường gạt ai, không có nói dốc gì ai cái gì không. Nhưng mà bắt con người bắt là bắt thẳng, là bắt không phải là người kêu là thiện nam tín nữ đâu, không đại đi đại gia đình dòm người bắt là biết rồi đó. Nhưng mà bắt giống như bắt nói bắt làm gì thì bắt nói cái nấy, chứ bắt không có giống như nói làm đường mà nói nẻo, không bắt làm cái đó không được. Tại vì bác làm YouTube trên đây đâu phải là YouTube không đâu, còn biết bao nhiêu người biết bác nữa, nhiều người là biết bác lắm, biết cả cái lai lịch của bác luôn á, biết cái background của bác sao luôn, đúng không? Rồi bác nói thẳng là bác không có đàng hoàng, nhưng bác không có lường gạt ai, không nhà bác đi chơi bác không có để ai mà nói bác chơi không đẹp hay chơi xấu, cũng không. Mấy cái đó thì bác dám giống như là dám khẳng định là không có mấy chuyện đó. Bác làm YouTube mà bác nói trên đây nè, anh em của bác nghe coi nhiều lắm, đúng không? Lúc mình nói xạo cũng không được nữa, nói xạo người ta biết đâu nói được. Nhiều người có cái chú gì là coi kịch bên kịch hài kịch á, chú đóng hay lắm á, bác nói tên không được đâu, đóng hài kịch hay lắm á, có thời gian chú mất tiêu không thấy chú đâu hết trơn á. Rồi thời gian sau hồi nhỏ là bác đã coi chú đó đóng hay, là bác rất là thích đúng không? Thời gian sau chú mất tiêu mấy 10 năm luôn á, 10 năm, 15 năm luôn á. Cái có lần bác thấy ba chú lên trên mạng, chú là hỗn vấn chú, chú mới giảng là đừng có cờ bạc, đại khái đừng có chơi cờ bạc, chú cờ bạc là chú bị lúng vô mất gia đình rồi hết rồi đó. Có hạnh phúc gia đình thì đương nhiên cờ bạc là phải mất hạnh phúc gia đình. Cái cờ bạc thì hồi hết tiền phải nói xanh, nói xạo, nói dốc để đi mượn nợ, mượn đồ, hiểu không? Thì từ đó về sau là mất uy tín thôi, đâu có gì khó đâu. Tôi thấy chú lên chú giảng đạo cho người này kia nghe, chú nói là đừng có giống như chú chơi cờ bạc rồi mất vợ mất con hết, vợ bỏ đi rồi con bỏ theo vợ đi mất hết gia đình. Chú giảng là bác thấy chú hay, là tức là dám công nhận, dám chấp nhận để con người mình làm sao hoàn hảo hết được để gia đình, hiểu không? Chú dám, dám chấp nhận. Vậy để chú lên trên trên mạng mà chú nói vậy là chú quá tài, chú quá giỏi rồi. Em có nhiều người đâu dám như chú đâu, đâu dám chuyện xấu mình đâu giấu không, phải không? Thấy chú nói thấy hay quá trời, chú dám công nhận chú làm cái gì xấu chú công nhận hết, chú bỏ chú lấy vợ mới chú có con
Rồi chú hô sống gì từ đây sau, sống gì cho con cái, cho vợ mới chú. Đây chú nói rất là hay, bác rất là ngưỡng mộ không. Rồi sau tự nhiên cái thời gian sau, chỉ năm sau không tới nữa, năm 2 năm gì đó. Rồi nghe tin chú quýnh bài nữa, ôi trời gì cũng như không. Bởi vậy khổ quá trời. Rồi đó chú kể là chú trốn nợ lên nóc nhà, trốn gì chú nhớ tới bây giờ là chú nhớ tới là chú sợ rồi chú nằm ngủ giật mình rồi lum á. Rồi xong rồi tự nhiên chưa được 5-2 năm sau đó chú bài lại nữa cũng như không. Rồi không biết là lúc đó chú coi là cái video chú làm mà chú có thấy mắc cỡ không ta, chú mà chú trốn nợ nữa đó thấy mắc cỡ không, mà sao con người cờ bạc không ổn quá hả. Nói hiện tại thì mình không có cờ bạc, nói với con trưởng khó nói, mọi người có một cái nghiệp đó, mà bắt thấy cái người này nói chuyện đạo đức ghê lắm không. Trời ơi sao kỳ vậy trời. Mà cờ bạc thì phải xanh nó giống à, nó bắt buộc hay nó phải đi chung. Tại lúc cờ bạc hết tiền rồi đó thì phải nó giống để mượn nợ thôi. Bác nói đây là không phải là mình không được chơi, hiểu không? Giống như mình làm ra tiền được á thì mình chơi được, đâu ai nói gì mình đâu. Giống như bác cũng vậy thôi, bác cũng chơi tà lè chứ bác đâu có tốt lành gì đâu. Không, ví dụ như mình chơi á, mình chơi đừng có theo ý kiến của bác á là chơi là đừng có làm phiền đến người khác. Đây này, hiểu không? Giống như giờ mình chơi mình đừng có làm phiền, thứ nhất là không làm phiền vợ con nè. Thứ hai á là không làm phiền tới bạn bè hay những người xung quanh mình. Chứ mình chơi mà mình đi gọi mình vòng vòng mình mượn nợ tùm lum mình làm phiền tới người ta là cái đó là có thấy là đu quýt. Trên đời không ai không chơi á, nhưng mà chơi trong cái khuôn khổ á, chơi những cái còn vui chứ còn chơi mà đi làm phiền này kia thôi chơi làm gì nghỉ. Mà hồi đó đó bác có cảm giác ngộ lắm, người bác giống như có bà bác nói có người người độ là gì đó, giống như bác tiện bác nhìn cái người nào đó là bác giống cảm thấy có đúng không, không phải là họ đẹp trai hay là họ bánh bao là bác dò bác thấy là mình có cảm giác thân thiện không đâu nha, bác coi không có cái đó à, bác dò một người đó xăm mình hay là dân anh chị chém lộn mặt mày thẹo không rồi bác dữ dằn lắm, nhưng bác nhìn là bác có cảm giác giống như thân thiện hay là gì là mới biết con người này là giống như là có cái đức là không, tuy rằng người ta là giang hồ này nọ. Có nhiều người rất là đẹp trai bánh bao luôn, bác nhìn vô cái tự nhiên cái nó có những cái cảm giác đó, không cái con người này không có tốt, không có đàng hoàng, không là bác thấy gì bác ít có giao thiệp, bác có cảm giác đó. Mà lúc bác dọn cái con người đó đó bác nhìn thấy cách ta nói chuyện á, hôm này nói chuyện không có thực tế, không có đúng, là giống như nói cái người này có cái gì đó đằng sau lưng giấu cái gì nữa, không phải là vậy, nói đạo đức nhiều quá. Người mà nó thấy thường thường nó đạo đức nhiều quá là người nó không mất, đang ngồi nhậu mà ai mà lại gần mất nói đạo đức á là mất dọn chỗ đi chỗ khác, là có kiếm cái chỗ ra cho bộ đi uống thuốc hay đâu mà né chỗ khác ngồi. Tại bắt con người bắt không bắt chỉ thích hành động thôi, làm đi. Mày đừng có nói nhiều quá, mày làm đi tao coi đi. Chứ mày đừng có nói. Đó bác có ông anh lớn á, ông là lớn tuổi bác nhiều lắm. Bác hồi xưa bác chơi người lớn tuổi nhiều lắm. Bác học hỏi từ người ta ra nhiều lắm á, tại người lớn á là kinh nghiệm nhiều phải không? Ổng giờ là 6 mấy rồi đó. Rồi lúc đó bác mới có 2 mấy 30 rồi là ổng có 5 mấy rồi mà. Giờ chợ luôn 6 mấy đúng rồi đó. Giống như ngồi mà cứ ổng nói chuyện đạo lý hoài bác lắm không mà mình cũng để ông lắm nhưng mà bực lên giống như lâu nó một lần nghe được rồi không, mà cứ mỗi lần nhậu là nói hoài, rồi bắt nhậu bắt lại ít nói chuyện nữa, nhậu ngồi đó nhậu ít cứ nói cũng nói chuyện mà không có nhiều lắm không, lúc đó mệt ít nói nhiều lắm, rồi ông lại ông nói cái lời nghe lâu tai mà lại nhảy nhảy hoài đó, bây giờ lúc hiểu cũng đâu hiểu đâu. Thì ông nói mấy lần đầu còn nghe còn hay hay nói hồi nói thứ là mình lần nào nhậu cũng nói hết nói nhất bắt bực lên bắt sực ông luôn à, cái gì nói ít thì nghe hay nói hoài nghe dở.
tình nó hết hồn, mà bắt đón được lúc đầu đó. Những người mà hay mạng nói đạo lý nói này kia đồ là rồi ngồi lôi tà lè. Bác nói đây là chia sẻ anh em, bác hỏi anh em tôi có cảm nhận giống như bác không nha, nhưng mà không có nói xấu ai ha. Mình thấy cái đó nó nhiều quá, giống như bác thấy nó tình trạng nó xảy ra nhiều quá thì bác thấy gì bác mới hỏi đại gia đình ha. Chứ bác mình không có nói xấu ai, bác không có nói, giờ bác không nói xấu người ta. Nó đau bụng quá, ăn miếng rồi. Đây gia đình giờ mới trời mưa không có đường chạy luôn à. Không thấy gì luôn á, trắng giả luôn. Xe tải mà còn gì á, xe nhỏ là không có thấy đường chạy đâu. Mới chạy ra được có 15 phút à. Từ ở Meridian nó chạy lên đây có mấy chục mai mà trời mưa tầm tã không thấy đường chạy luôn à. Dầu lên giá nữa à. Ok, vừa đeo đổ dầu xin 47 dầu rẻ. Cái này phụ này chạy xíu đi tới nhà nít, cần nít nó có chỉ bắt đây nè, người em trai ghé nhà nít nhậu chứ ơi. Trời mưa sao mà nó buồn ảm não thiệt á. Mưa này buồn quá trời. Mưa này chỉ có nhà ngủ là ngon nhất á. Cái dầu đó bắt ít ghé lắm, có chạy đi ngang đây hoài á, ít ghé lắm, bắt ghé cái cây ngoài kia kìa. Bự đó, chứ đâu nhỏ. Quá wow, đông dữ ạ. Anh ơi, anh vô một lỗ rồi, còn lỗ cho em nha. Ê, trời, cái đó nó hơi cái lỗ. Cái đó lỗ trống của nhà đâu phải. Bên đây còn lỗ nữa, hai lỗ luôn chứ lỗ gì chạy nữa. Ui, còn một lỗ rồi, để dành cho bác ơi. Trời ơi, nhưng mà bích luôn quá trời luôn, mà bích luôn ha. Ok, còn lỗ nè, chui vô đi. Trời mưa mà không có lạnh đỡ quá trời. Mưa mà ấm á, đỡ. Sao ngoài kia để có 29, đây 35 đúng rồi, trừ lại còn 29. Để đổ dầu quá nha. Nhìn thấy trời nó sao á, thấy nó sắp tận thế tới nơi hay gì. Có buồn nào buồn hơn. Buồn quá trời buồn đi. Trời trời. Chỗ này làm sao ta? Mưa thì sao ra xe? Rồi chiếc xe đó nó chạy mà nghe giống như là trời đánh vậy đó, nó chạy rầm. Nó đi đại xe sao vậy? Cái dầu này họ làm cái bậc kính xe nhỏ với là xe lớn đó, nó ngang ngang với nhau. Không mới thấy á. Thường nó nằm riêng biệt với nhau à. Mưa quá. Mưa này chắc chạy tới qua vô thằng lưu luôn quá. Mới tắm xong vô nhẹp nữa.
không có cái đầu chùm trên đầu á, cái áo này không có đầu chùm á, mà cái đầu nước nhạt nè. Trời ơi, cái áo này nó không có đồ chùm cái đầu mà chạy như mưa nước nhẹp. Nhẹp luôn á. Cái đồ dớ mang ở dưới lạnh ngắt luôn á, nước trời lạnh. Lau miếng đi, sẵn rảnh nè, đó lau nè. Để khỏi đến bụi không. Mấy bữa nay không có rảnh lau xe, đỡ. Tháo đồ dơ thì ướt khó chịu quá. Giờ chạy qua tới lưu rồi ghé ăn cơm. Sao giờ đây mưa quá. Kiếm cái gì uống miếng đi. Ôi quên lấy cà phê uống rồi. Quên lấy nước đá uống cà phê, giờ chạy như nó hả ta. Quên lấy nước đá uống cà phê rồi, bây giờ chạy vô nước nhẹp nữa. Ôi khỏi đi. Ê, uống cái nhãn nhục gì, nhưỡng nhang gì của nóc nhà là làm nè. Nhưỡng nhang cưng lắm à, bà nóc nhà cưng lắm à, đem mua nấu cho uống cho mát à. Giống như xăm bổ lượng, cái này của người Tàu. Nóc nhà bắt mua nấu về cho bác uống á. Kêu lên được rồi. Đầy bình dầu rồi đó. Giờ chạy vô tới số 5 mới đổ nữa. Số 5 của anh Nimbisco. Go 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 go. Cho em đi anh ơi. Lên đường. Lên đường đi bác ơi. Hãy gọi cho anh Long đẹp trai hỏi vụ cái pushing nè. Pushing là cái đầu của cái nhíp á. Bể à. Hẹn gì hỏi mày nó tưng làm cái rầm. Tưởng đâu cái gì. Nay đâu dầu mới thấy. Chứ đó thường có máy mới đóng được. Không biết anh Long đóng được hay không. Anh Long mà đóng không được thì đội lên lấy cái nhíp đem qua bên kia cho tụi nó đóng. Mình đem về cho anh Long. Qua chỗ chuyên môn của nó. Ok go. Rồi bữa này máu hết máu rồi, không có tiền mà đi đem cái dàn gầm, đem cái gầm tức là cái dưới lượng xe đó, bánh đồ mấy cái làm để chạy thẳng thẳng rồi đó, alignment rồi đó. Cái phút sinh rồi Yubo rồi đó. Mà mấy cái đó giờ tiền không rồi. Giờ sửa đỡ chạy đỡ đi tính sao. Mấy bữa trước á, mà mưa kiểu này á, mà lạnh á, là không có chạy được đâu. Lạnh mà chừng 15 độ F á, là không có chạy được. Âm 7, 8 độ C đồ á. Âm 10 độ C đồ là thôi miễn bàn đi, đông đá ngắt à. Chạy ba xuống núi á. Cái ngày gì mà nó mưa. Tại gia đình giờ mà cái cầu á mà mây nó như nè. Mình giống như đang ở trên trời á, đây thấy không? Đẹp ghê không? Đây cái gì nè. Trời mây á. Không còn thấy gì luôn. Nó nhìn giống như mình đang ở trên trời á. Ở dưới cái gầm cầu á là mây bay ở dưới á. Bay lắc trước mặt nó làm cái râm thôi. Lúc đó tới mình bay xuống cầu á. Nhìn cảnh đẹp quá hả? Giống như trên trời vậy hả?
gì đâu mà nguyên một ngày luôn á, từ hồi sáng giờ á. Nó đúng là từ hôm qua giờ chứ mà sáng giờ. Nãy giờ là bắt chạy được khoảng chừng 4 tiếng rồi. Sao bữa nay chạy dở quá ta, chạy nó làm sao á. Phải chạy bù lại 100 mai của ngày hôm qua nữa mà bữa nay chạy bác thấy nó làm sao á. Giờ này mà chưa qua nó Đà Lạt nữa mà. Trời trời. Đây là ngày thứ hai rồi đó. Chạy chậm quá nó chạy sao mà cứ ghé hoài. À, giờ này 6 chiều chạy tới thằng Đà Lạt còn thêm 2 tiếng, 1 tiếng mấy nữa. Tới 7 giờ kẹt cứ ngắt, trời mưa nên kẹt cứ ngắt nè. Đúng rồi, giờ này là phải qua khỏi Đà Lạt rồi, phải tới xích 400 rồi. Mà giờ đây còn tuốt ở đây. Xa quá. Ráng chạy đi bác ơi, ăn cơm no cái đó làm mình buồn ngủ á. Bác chạy được chừng 35 phút rồi, kẹt hả? Kẹt từ nãy giờ luôn á, 15 phút rồi đó. Kẹt xíu kẹt nè. Từ đây vô trong Đà Lạt còn cỡ 30 mai nữa. Kẹt kiểu này thua. Còn có 4 tiếng đồng hồ nữa hết giờ chạy rồi. Mà từ đây tới chỗ muốn nghỉ chân là tới 6-7 tiếng nữa. Trời trời. Sao chạy nổi không á. Ui, tới đâu hay tới đó đây. Ờ, nó kẹt cái này thua. Biết bị gì đụng xe quá. Chỗ này cho đụng xe à. Dài lắm, kẹt nãy giờ xa lắm á. Ui, trời ơi, trời âm u mà gặp chỗ này là thua luôn. Anh chịu hết nổi vô lề đậu ăn cơm luôn. Tìm cách khóa sổ lại cái đứng giờ lại bớt. Bắt chạy tới 12 giờ, bắt đuối quá trời. Bắt lủi đại vô đây bắt ngủ luôn nè. Chứ đuối quá, không có dè đuôi bật kinh được luôn á. Lủi đại. Good night, đại gia đình, I see you tomorrow. Đuối quá. Ngày mai còn sổ nữa tới rồi đó.
Trời ơi, bữa nay ta chạy bù quá, mệt quá trời. Good night đây nha. Anh Bắc vừa mới tắm ra xong rồi cũng 10 giờ, cũng mất hết có 9 giờ. Rồi, tao bắt chạy tới đây bắt buồn ngủ quá trời buồn ngủ luôn á. Lúc mà vừa xếp vô không biết đường vô luôn á. Trời bắt càng cái mấy cục lon á, mấy cục mà làm đường ở ngoài đó đó. Họ được cục lợn cao cao lên là loại này thấp á, loại kia cao lắm. Trời bắt càng nguyên giải qua luôn á, không biết có đèn hết trơn. Mà lúc mà buồn ngủ á, người nó kỳ lắm, nó chậm lắm. Rồi bút quốc bụp. Rồi bút đèn rụng hết trơn. Giờ lạnh nó không có câu lại nổi đâu. Trời chưa xíu mà giờ mới có 10 giờ. Cho nó nóng nó ấm ấm á, giờ mình câu lại dễ hơn ha. Rồi giờ lạnh thế bạn. Rồi chiếc xe bên đây nó chảy nước rồi nè. Xe này của hãng. Lái xe tải mà đại gia đình mà dòm thấy kiểu đó đó là máu không mà đã tiền không á, nó bị hư cái hết rồi đó, bị thổi cái hết á, thổi cái bê tông á. À, mà không xuống cái lường mà thấy nước kiểu đó đó là xong rồi đó, là rồi thôi rồi bữa ơi á. Trời trời thổi cái đó là thôi thua. Thổi cái đó là bèo bèo này cũng phải 30 ngàn à. Giống như cái hở nó hợp bị hở cái bê tông á. Cái tông kia bạn ở trong nó hở đó. Hở cái ron của cái máy á, là nó thổi nước vậy đó. Là xe là biết sắp sửa đi làm máy thấy thổi gì á. Nói chung mà xe tải mình chạy á mà thấy cái nước nóng lạnh, cái nước làm cho mát cái máy á mà nó bị thiếu hoài á là rồi đó, là chuẩn bị tiền đi, nó vài tháng là đi đó. Ok giờ chạy tiếp đi, giờ chưa tới giờ ăn cơm, nó chạy một xíu nữa ăn. Giờ xe lên đây, lên cái chỗ cái ụ nữa thì mình lau cái kiến với lại bắt lấy cái ly cà phê ở nhà đốc nhà pha sẵn rồi đó. Bắt vô bắt xin miếng nước đá pha uống. Lau cái kiến, mà thường thường mà cảnh sát nó hay để ý cái kiến á. Thấy cái kiến mình dơ là biết mình cắm đầu mình chạy không, mà mình không có lau, không có nghỉ ngơi á, không có lau kiến á. Là nó biết mình đang gian rồi đó. Dầu lên giá quá trời. Mùa này thường dầu xuống giá, sao nay lên giá không hiểu à. Lên giá mà hàng lại không lên. Mùa này không có hàng chạy nữa lên gì trời. Giờ bắt dán chạy thêm 2 chuyến nữa tới Tết rồi. Chuyến này chuyến sau nữa tới Tết rồi. Tới Việt Nam mà ông Mỹ chán cái lắm. Mà tới năm nay ngon á. Tới năm nay vừa lộn ngày thứ 7 á, ngon à. Ngày thứ 7 thì vui. Nóc nhà pha sẵn cà phê nè, mình vô mình xin nước đá thôi, đổ vô uống á. Đây nước đá đây. Đó là xin miếng nước đá. Đó. Vậy là có được ly phải không? Xin cái ống hút nữa. Sẵn tiện tay xin luôn, cái gì cũng xin hết. Hút rồi nè. Đó, như là có một ly cà phê thôi ha. Good. Trời sao nó không dính gì trời. Ừ, dính vô đi. Làm gì buồn, nó không vui hả? Bữa nay sáng sớm làm gì không vui hả? Hiện tại bác đang ở khoảng gần giữa tiểu bang Texas đó. Cái đây mà chạy về hướng Cali đó, bác chạy khoảng chừng 250 mai nữa là hết Texas rồi. Nè, xin 87 rồi. Ôi, đuối quá lũi. Trời ơi, lũi đại vô á.
tới tới mà không hay á, tại lúc mình buồn ngủ á mình chậm lắm, nếu như mình nhìn thấy cái gì cũng chậm á, mà thật sự chiếc xe tải nó chạy vù 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 á, rồi tới đường tới cái xích đó mới thấy là tới xích rồi, vô trời ơi vô một cái hả, vô đâu có hết xe đâu, tại nó lẹ quá đó, quanh gấp quá sợ lật luôn sao, bẻ vô trời nó càng ở ngoài cái bên phải là cái họ là bỏ mấy cục làm đường á, trời ơi bắt càng vô giải không. Ngủ là chịu đi ngủ nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Nó dán lết tới đây nè mới mới có chỗ ngủ, ở xe tải đâu phải muốn ghé là ghé đâu. Này ẩu nè. Mất mà không không có dòm khí hậu là một cái quốc nó rồi. Mất không dòm hậu là mất quẹo trái rồi, để nè. Chạy gì được cái gì không đó, giờ lên nó làm được cái gì đâu, lẽ người chừng 5-10 phút mà làm được gì. Cua xe lửa ấy. Lên 60 mai giờ đó, chạy chưa lại lên thử bao nhiêu mai nè. Wow, là kéo thùng 240 không à, hai xuất khẩu á, cái hướng này là đi ra, hướng này là đi về hướng biển á, là đi xuất khẩu đồ ra ngoài á. Hướng này là về California, cái chiếc này nó chạy tốc độ nó khoảng 65 mai một giờ á, đang cần đúng rồi nó 65. Tối bắt đeo sát xe trước là buồn ngủ quá rồi. Nó nổ vỏ xe cái văng cái bánh xe ra. Ở sao bắt tới bắt né đâu có kịp. Bắt lách ra, vừa lách ra xong là cái bánh trước bên tay phải này nó dớt vô cái bánh liền. Nó cán lên thì nó nhảy lên nó tưng lên vậy nè. Là cái đồ bước lên bước xuống của mình bên tay phải nè. Đồ bước leo xuống mở cửa đó. Là nó tưng lên ngay cái đó liền, nó quýnh văng luôn cái miếng đó. Quýnh văng mà bắt sợ trúng xe người ta thôi. Hơi lúc đó bên hồng hồng có xe ai hết á. Quýnh một cái băng, một giò bị kiến hậu nó văng ra ngoài. Mà cũng hên nó lại văng ra ngoài á, chứ nó văng vô trong lượt bánh xe là nổ bánh xe rồi. Miếng cà phê cho đỡ lên hương chứ. À trời ơi. À
tiếng hồ, đói bụng quá ghé vô đây ăn đi. Lâu lắm không có ghé nè. Phạt từ 10 đồng cho đến 2.000 luôn á, ghê không? Cái chỗ nào càng cấm á thì nó đổ càng dữ. Như chỗ nào mà để cấm đáy á là nó đáy cho đó khang ngấy luôn á. Hôm nay trăng tròn quá kìa. 8 giờ bắt vừa mới đến được Y Lôi nè. Từ đây chạy tới chỗ giao hàng tiếng hồ nữa. Bắt ghé vô bắt đi vòng vòng chơi cho đỡ buồn. Qua cán cái vỏ xe mà nó quấn gãy luôn cái đầu leo lên leo xuống đây nhìn thấy không? Đi. Bắt chỉ sợ là nó quấn bể bên dầu thôi. Không sao, không có nhiều dầu. Ok, thôi lên chạy tiếp đi. Tiếng rưỡi nó tới chỗ rồi. Bắt tới chỗ giao hàng. Thường thường mấy chỗ này nè, anh em để ý nè. Bác xin chia sẻ một xíu à. Thì giờ tới đây, tới đèn xanh đỏ trên bên phải nè. Bác không biết càng trước là nó bao nhiêu len. Thường thường nó 3 len á, thì mình quẹo dễ lắm. Mà nó 2 len rất là khó đó. Bác không đi sát lên phải là gia đình thấy không? Bác đi lên 2 nè đó. Tới đây bác thấy bên phải nó không có xe, bắt đầu đút cái đầu vô nè. Thấy không? Tại mình không biết thằng trước nó bao nhiêu len, mình nếu mình quẹo nó có 2 len là quẹo không có vừa, mà trước bắt dòm như có 1 len màu à, len rưỡi hay gì à, lên xe đạp nó à, bắt để cái đầu vô này thấy không, để bắt lấy ra lại nè à, thế đây bắt lấy 2 len nó quanh nè cho nó chắc ăn đó, có 2 len nữa thấy không, nó thường thường mà 3 len nó mới vừa, mà 2 len á mà lấy len sát trong á là nó không có vừa đâu, cộng luôn cái len xe đạp đó là tức là 2 len rưỡi đó, vẫn chưa vừa nữa đó. Không, thường thường bên này nó 2 len à, mình quẹo phải qua 2 len nó không có vừa đâu. Ở đại gia đình để ý mấy cái đó. Anh em để ý á. Nhiều lúc mình sắp tới là bắt đi lên 2 bắt đi không sát. Thì tới đó bây giờ mình để ý không có xe ở trong á là bắt đầu phải đút cái đầu vô để cho cái xe nhỏ họ biết là mình sẽ quẹo á. Không? Rồi là họ không có nhét vô. Rồi bắt đầu tới đó cái đầu mình lấy cái đầu là mình vòng vô lại thì nó vừa. Dạ vậy nó an toàn để mà không leo lên lề tán mấy con đèn á, không lắm. Thường thường bác làm mấy video bác hay có cái video nào bác cũng có chia sẻ cái kinh nghiệm gì chạy xe đó. Tại gia đình anh em là lái xe tải coi nhớ đi ý á, nó đỡ cho mình, nó giờ lại có nhiều cái chuyện nhỏ vậy đó nhưng mình thấy nó nhỏ vậy đó. Nhưng mà lúc mà xảy ra chuyện rồi thấy nó lớn lắm. Lúc mà không vừa chiếc xe rồi á mà xe nó đông á
Rồi lúc đó ve ve lộn không được, tại nó lóc ngay đứt rồi, nó chận rồi. Ve lộn không được mà chạy tới cũng không được. Chạy tới thì gãy cái cột đèn rồi sao? Nó với cái thùng nó dựa vô rồi. Rồi nhiều lúc phiền lắm. Trời, mình cẩn thận với nó vô vô đường trong á là cẩn thận. Làm từ từ đừng có nhanh quá. Mình mà làm lẹ quá đó, mấy anh xe nhỏ anh không có biết mình làm gì phải không? Làm từ 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 từ, từ anh giờ anh thấy anh biết mình làm gì là anh nhường à. Mình làm mình sàn cái ào quá cái anh không biết làm gì, anh đâu biết nhường mình được. Kìa bắt cơ qua cái đèn xanh đỏ nó bắt tới nè. Bắt muốn mình quẹo phải, bây giờ bắt không không quẹo. Bắt không vô có giữ lên này luôn, nếu vô lên phải đó thì mình quanh phải nó sẽ không có vừa cái chỗ đó. Chỗ nó quá nhỏ đi. Cái chỗ mà vô cái hãng á nhỏ lắm. Tốt, bắt vẫn giữ lên hai luôn nè. Không, tới đây nếu mà đường cùng mà xe nhiều quá đó là mình mà để xích nồi mình vô. Nó giờ bắt để xích nồi vô nè. À, nhưng mà mấy cái này cẩn thận nha. Để gia đình nhớ cẩn thận vô bên phải cái xe nó có vô không nha. Đó, nó đang trống không có xe nè. Chỗ này bản đồ bỏ coi xuống rồi rất là nhỏ. Đó, mà tài thấy nó nhỏ mình lủi vô đây đậu nhỏ cho ăn đi nè. Để mình dòm nó hiểu không? Hồi nãy bắt quẹo phải cũng được nó mà không muốn quẹo. Bắt đầu nó bắt dòm nó trước một cái đã. Wow, nó có cái cổng mà thấy không? Mình vô được thấy không? Nãy giờ nó có cái cổng mình vô không được. Mình vô không được, giờ phải kiếm chỗ ngủ thôi. Hồi nãy trên đường vô là bắt dòm, bắt để ý trước rồi đó. Không thấy chỗ nào ngủ được hết á. Ông đi đằng sau, ông đi lên chứ không phải là ông đi đằng trước không. Nên nó có cái bảng để cái chỉ xe tải vô ha. Không ở đây mình thấy cái bảng không, để cái bảng ngay cửa đó là nó là cái kêu là cái chỗ đi đi vô á. Vậy là ngày mai mình vô hướng bên này nè, mai hướng bên kia. Ai bác thấy hướng bên kia là không thể nào mà vô được hết trơn á. Thì vô bên này xong cái mình chạy vòng một hoặc phải vô về rồi ve lại là cái đó có nằm vô đó đó. Ok, thì biết được chỗ vô rồi đó, ngày mai khỏe rồi đó. Vậy là chỗ này đông lắm chứ không mình đâu, mấy ông kia nữa không. Ok. Nó lấy hẹn từ 6 giờ tới 10 giờ sáng. Ai tới trước là làm trước. Ok, mất hiểu rồi đó. Được rồi đó. Kiếm cho ngủ đi, tính sao ha. Chạy vô kia vô thơ giống ảnh cho nó, ngủ ở sáng tích. Ồ, đây mình đã. Này đồ lạnh rồi, không phải chung như mình này. Đồ khô mới chung như mình này. Hai chiếc này là do chung. Ok. Ngủ rồi sao sáng chạy vô ha. Mình quay cái đầu lại, mình đậu xuôi theo anh này nè. Đậu gì xong sáng mình lủi vô thôi. 6 giờ để vô. À, đậu như thế. Thường mà mình đi giao hàng á mình đậu được mấy cái chỗ giống như là thành phố mới được rộng rãi như nè, đã lắm không? Đậu bên đây cũng được hết nè. Nó đậu sao mà có anh em xe tải đậu chung rồi mình không có lo lắng thì không có sợ sợ gì chứ. Còn mà đậu một mình ớn lắm, sợ lắm. Nơi trời mát nó tắt máy ngủ ngon à. Ủa sao sáng chạy vô. Đó, đây nè, cái này là cái fusion nè. Thấy không? Cái này nè. Cái này là cái nhíp, thấy không? Cái này đó là cái nhíp xuống đây nè. Nó bị bể cái đầu này, thấy không? Bể vậy đó.
bể miếng mủ ở trong rồi đó, ở chạy nó dặn rầm 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 này bắt cũng làm 2 năm rồi. Về kêu anh Long mới làm là còn không thì đem qua bên dàn gầm nó làm là hết luôn nguyên bộ, làm hết nguyên bộ tiền đâu mà trả trời, giờ này ngán lắm, làm hết cũng 2-3 ngàn đồng. Ui, chạy không có tiền mà sửa xe là bạc ngàn không, thấy không? Và tính ra cái nghề xe tải làm thấy có tiền chứ không có tiền, làm xong rồi sửa xe hết à. Đấy, đừng dòm nó thì là dòm cái đó đó, nếu mà làm hết dàn dàn xe này luôn á là bèo bèo nhất cũng phải 2 ngàn đồng, là chưa tính cái kinh binh nữa, chưa tính cái cây kinh binh chứ, nếu mà đụng tới kinh binh nữa, máu nữa phiền lắm, đụng tới kinh binh rồi 3-4 ngàn. Thôi nhắc tới cái quải quá chắc bỏ nghề luôn á, chắc tới ngán quá. Thôi đi ngủ, good night đại gia đình, see you tomorrow nha. Ngày mai chạy lại đó giao thôi, cái hãng mình bên tay trái cho đó đó. Mấy ông này là như ông giao bên phải, bên đây là đồ ăn nè, mình không phải, mình cho nó sao sáng chạy vô. Good night đại gia đình. Good morning đại gia đình. 6 giờ sáng rồi. Không, họ chạy hết trơn thấy không? Họ phải đi giao hàng á. Rồi mình cũng đề máy xong mình dời lên đó. Mình đi bộ vô mình check in ha. Okay, nổ máy chứ, lạnh quá. 4 mấy độ à. À, bên phải này là họ vô đó chứ, đó bay cho xe sáng họ vô đây, họ chở đồ ăn, bảo nghe thơm phức à, nghe mùi thơm đồ ăn á. Ok, bác chạy lên chỉnh nha. Ok, lỡ bấm chuông. Ô, cái xe vô trong kia đậu rồi kìa, có chiếc truck đậu trống rồi kìa. Quá làm việc sớm chứ ta, hàng chi nó kêu vô từ 6 giờ tới 10 giờ thôi. Ok, vô nói chuyện tụi nó cái ha. Bác vừa mới vô tới cổng mà nó lợi à, nó hỏi mày phải tới Lần Xuân không, tao vét liền, nó hồi qua tao gọi mày, mày không bắt điện thoại, hồi qua bác thấy số điện thoại gọi tưởng là quảng cáo mà không có bắt, nó kêu mình chạy tới cổng đầu ở chờ cho nó, nó xuống cái xe kia xong rồi tới mình khoảng 15 phút à. Ok, good, lạnh quá, lên xe ngồi lạnh quá. Mình chạy vô xong mình đánh cái vòng rồi coi chừng cái hông xe mình dứt vô trong cái hông hãng này ha. Rồi 6 giờ mấy mà tới hù rồi ta. Đó, về vô đó rồi đó. Ok, good, good, good. Để kiểm cái này coi. Nhóm nhẹ lên chút xíu cho nó hở ra. 6 giờ mấy mà còn tối quá ta. Kìa. Trời mùa đông rồi nó vậy đó. Ok, vì chuyến hàng của bác là đã xong rồi đó ha. Bác xin tạm dừng cái video đây luôn ha. Cảm ơn đại gia đình đã xem video bác nha. Bất cứ ý kiến gì cứ comment vô ha. Ok, bye bye đại gia đình. Hẹn lại video sau.